quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình thấy mấy cái ao mình mọi người có vài con ốc bươu đen nè. Và hôm nay mình sẽ lội xuống bắt nó nha. À, mình đi thôi. Mình bắt ốc bự chưa, ốc nhỏ lại cho nó lớn nha mọi người. Mình bắt hồi nãy giờ cũng nhiều đó mọi người. Mình nghĩ đủ ăn rồi đó. Mình đi lên mà đem nó vô và chế biến thôi. Mình có hái được một mớ con súng nè mọi người. Con súng này mà nấu canh chua là hết bài luôn á. Wow, nhãn nè mọi người ơi. Mình hái ăn coi nó có chín không nha. Chín mọi người, ngon, ngọt và thơm nữa. Thôi bây giờ mình đi về thôi. Cũng chưa đó mọi người. Để một hồi mình lội bộ mệt lắm. Thì ốc mình cũng đã đem về nè mọi người. Mình ngâm với nước, với ớt nha mọi người. Để cho nó nhả sình với rong ra cho nó sạch con ốc mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt ớt nha. Mà mọi người á, có bắt ốc hay là mua ốc gì á, mình nhớ ngâm với ớt để cho nó sạch con ốc nha mọi người. Đây bây giờ mình sẽ cắt ớt. À mà quên đó mọi người, à, ngâm ốc khoảng 2 tiếng nha mọi người. Nè mọi người thấy không, mấy cái chất lợn cợn này nè mọi người, rong với lại mấy cái chất nhợn của con ốc nè mọi người, nó nhả ra á. Ốc được 2 tiếng nè mọi người. Mình vớt ra đây một hồi mình rửa lại với nước nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng miếng cước này chà sạch mấy rong với con ốc nha mọi người. Mọi người có bàn chải thì chà cũng được nữa. Thì mình sẽ hấp xả. Mình sẽ dùng một phần xả mọi người, mình băm nhuyễn. Còn một phần mình sẽ đập dập và chặt từng khúc nha mọi người. Xả sát khúc luôn mọi người. Mình sẽ lót ở dưới đít nha mọi người. Dưới lá xả cho nó thơm á. Sau đó mình cho xả nhuyễn vào nha mọi người.
mình sẽ nêm gia vị luôn. Bột ngọt, tí muối, đường, nước nha mọi người. Đáng lẽ mình dùng nước dừa nó ngon á, mà mình không có nước dừa mình lấy nước đỏ nha. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa và nấu ốc nha mọi người. Trong thời gian mình chờ luộc ốc mọi người, mình sẽ đi làm nước sốt để một hồi mình nướng ốc nha. Mình sẽ lấy tiêu xanh mọi người, mình đâm dọc ra nha. Nổi dớt mình sẽ băm nhuyễn ra nha mọi người. Sau đó mình sẽ bỏ đường. Bột ngọt. Nước mắm. Và tương ớt. Mình sẽ quậy đều ra. Trong cái thời gian mình chờ đợi đốt than á mọi người, mình sẽ ăn ốc luộc sả trước nha. Bây giờ mình cũng thèm quá rồi. Rồi mình chuẩn bị cái cây này để lấy ốc nha mọi người. Đây. Mình sẽ chấm với nước chấm mắm sả ớt nha mọi người. Đây. Mời mọi người nha. Ngon mọi người ơi. Ốc thì còn giòn, dai dai, nước chấm đó, chua chua cay cay, đã gì đâu á. Tuyệt vời luôn á. Quá ngon mọi người. Mời mọi người nha. Ốc này mọi người làm được rất là nhiều món luôn á. Ốc hấp tiêu nè, ốc nướng tiêu nè, ốc luộc mẻ. Nhưng mà mọi người thích làm ăn món nào thì làm món đó cho nó ngon và vừa miệng nha mọi người. Nó nóng. Mời mọi người nha. Đúng ngon luôn mọi người. Cái đích là mọi người có thích ăn ruột á thì trước khi nấu á mình đập cái đít bỏ nha mọi người, để lúc mình lễ ra cái ruột nó sẽ đi ra luôn nha mọi người. Còn mình á không có thích ăn ruột nên mình để nguyên cái đít luôn. Đây mình ăn một con này nha mọi người, để mình coi có than chưa để mình nướng ốc kia nha mọi người. Có than rồi mọi người ơi, giờ mình sẽ nướng nó và cho nó mở miệng nha mọi người.
đây nướng nha mọi người, để cho một hồi cho nó hả miệng ra, mình để nước sốt lên nha mọi người. Cái nước súp mình luộc ốc này mọi người nó rất là vừa ăn á, nãy mình nêm gia vị á nó thơm mà nó ngọt lắm luôn á. Cái nước chấm mọi người, mình chấm trúng xả cho thơm gì đâu mọi người ơi. Đó mọi người thấy đang mở miệng rồi mọi người ơi, để một hồi cho nó sôi lên và mình cho nước sốt vào nha mọi người. Con ốc này mọi người nó khác với con ốc bầu vàng nha. Ốc bầu vàng mọi người ở trong cái ruột của nó đỏ đỏ là cái trứng đó mọi người, nhưng mà cái ruột nó không có ăn được nha. Còn con ốc bu này á là ăn được cái ruột nha mọi người. Mời mọi người nha. Ngon mọi người. Cay cay ăn mới đã mọi người. Ốc này nó mở mài rồi mọi người, để mình lấy cái mài nó ra nha. Rồi mình cho nước sốt vào nha mọi người. Wow, thơm quá mọi người ơi. Mình nghĩ là nó chín rồi đó. Mình ăn một con nha. Mình nghĩ là sẽ nóng lắm mà mình sẽ dùng cái lá chuối này nè. Cầm nó nha. Mời mọi người nha. Ồ, thơm phức luôn mọi người ơi. Mà ốc nướng là đúng ngon đó. Nhưng mọi người biết rồi đó, cái gì nướng cũng ngon hơn mọi người. Cái nước trong con ốc mọi người nó nguyên chất á, nó đậm đà ngon gì đâu á. Thôi chứ lại cái gia vị á mình nêm á nó vừa ăn lắm luôn mọi người ơi. Con nha. Nó cay cay mọi người, mà nó thơm. Thơm với mùi tiêu xanh mọi người. Đã gì đâu á. Vừa nóng và vừa cay mọi người, vậy mà ngon. Món này mọi người ăn khỏe ăn nóng vậy nha, ăn nguội nó không có ngon á. Nói mọi người, mình ăn á, mình cầm con ốc á, mình dùng cái lá chuối này mọi người, cầm á, cái tay mình còn đỏ nè, mà không biết có phỏng không nữa. Mà mọi người có ăn cái món này á, nhớ dùng cái bao tay hay cái gì cho nó đừng có nóng nha mọi người. Để thêm con nha. Ngon mọi người ơi. Mình
ăn ngoài, và xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Tại vì nãy giờ mình ăn cũng nhiều quá rồi đó. Các bạn có thích mình á, hãy cho mình một like, một share và đừng quên đăng ký kênh mình nha. Chào các bạn.